Vâng, em xin chào anh em mình nha. Thì em còn 3 cặp bass JBL và 1 cặp bass 20 của Infinity. Và anh em mình biết là Infinity JBL đều là của thuộc về hãng Hartmann Ca Đông nha anh em ha. Thì nó cũng là nó thôi, giống như anh em chung một nhà nha các bạn. Thì đây là cặp bass của Infinity, bass 20 nha anh em. Giá là 1,5 triệu một cặp nha. Mình bán JBL và Infinity bằng giá với nhau hết. Anh em nào đang có nhu cầu loa bass 20 hàng Mỹ nồi á, thì anh em mình mua ha. Giá là 1,5 triệu nha anh em, Infinity nha các bạn. Bass 20. Và đây là của JBL, tháo từ thùng 8330. Loa còn rất là mới nha các bạn, rất là mới. Đó. Thì giá là 1,5 triệu luôn nha các bạn, 1,5 triệu nha. Rồi anh em nào lên thùng DIY loa 20 nghe nhạc karaoke đó, hoặc là thay thế cho loa ở nhà đó. Rồi anh em mình lo cao kê gia đình thường là lo 20 rất là nhiều nha các bạn ha. Và anh em mình muốn nghe nó hay hơn ha, chắc hơn, thì anh em mình mua JBL này về anh em mình lắp vào Made in USA nha các bạn ha. Lo 8330, tháo từ thùng 8330 đó anh em. Cũ bass là 20 nha anh em, cũ bass là 20. Giá là 1,5 triệu luôn các bạn. Lo còn rất là mới nha anh em, lo còn rất là mới luôn. Tháo từ thùng ra anh em, tháo từ thùng ra như các bạn ha. Ở đây là một cặp nè, cặp số 1 nè, cặp số 2. Và cặp này cũng tháo từ thùng 8330 luôn, nhưng mà con này như nó khác đời đó nè. Nó khác đời thì nó cũng y như vậy thôi như các bạn ha. Thì cái màng này nó hơi bị cắn một tí nha các bạn, nó hơi bị tí xíu thôi nha anh em, hơi bị tí xíu thôi đó. Đây là cái củ lo của em nó nè, đó, nó cũng là nó thôi nha các bạn ha. Giá thì cũng là 1,5 triệu luôn nha các bạn. Giá này rẻ giống như lo Nhật vậy đó các bạn, rẻ lo Nhật có khi rẻ hơn nữa nè. Đó. Rồi cặp này là cặp số 3 ha, cặp số 3. Rồi cặp số 4 nha anh em ha. Mình sẽ quay sơ lược một lọt ha. Con này mình đã test hát tốt hết rồi nha anh em ha. Rồi cặp này cặp số 4 ha. Thì JBL là găng giải nha anh em, những cặp lo mà găng giải thì đánh tiếng rất là sáng và rất là khỏe nha các bạn. Đấy. Của Hartmann Ca Đông nè anh em, thấy không? Có chữ Hartmann Ca Đông nè. Đó. Rồi cặp này cặp thứ tư nha anh em, cặp này cặp thứ tư nha. Thì ở đây nào có nhu cầu thì anh em mình liên hệ nha các bạn ha. Thì hiện tại mình đang có 3 cặp JBL, 1 cặp Infinity ha, giá là 1,5 triệu một cặp nha các bạn. Đó, giá bán giống như thanh lý vậy đó. Thì ở đây em có 2 cặp mic ha, 2 cặp mic 10 sen của JBL nha các bạn ha, cũng tháo từ thùng 8330. Nha các bạn. Đấy. Thì cái cặp này là cặp nó một cặp nè các bạn. Và cái này thì hai cái nó hơi khác nhau một tí, anh em thấy nè. Cái củ từ thì nó cái màu trắng thì cái màu vàng. Và cái này nó có gâu. Cái bên đây nó không có gâu nha các bạn, cũng đều là của model 8330 hết. Nha anh em ha. Cặp này thanh lý cho anh em mình là 300k thôi nha các bạn. Đó. Và cặp mic này thì 500 nha các bạn ha. Đó, nói chung mình bán thí gì thôi nha các bạn. Đó, trong là hàng về thì nó bị thiếu chép với mắc lưới rồi đó các bạn, cho nên mình phải gã ra mình bán cho anh em mình, mỗi người ta cần cái gì đó thì người ta mua. Thì anh em nào có nhu cầu cái nào thì anh em mình liên hệ nha. Xin cảm ơn anh em mình rất là nhiều. Đó, hẹn gặp lại anh em mình ở clip sau nha. Lo còn rất là mới nè. JBL mà là đỉnh đó các bạn, JBL mà cao kê là hơi bị đỉnh rồi đó ha. Rồi em xin chào anh em mình nha.